các bạn chiên thịt heo ướp muối gọi là baking á, đây là các bạn có thể là các bạn là làm sai cả đời rồi, nghĩa là không có chiên trên chảo mà phải nướng trong lò nướng và đang chéo với nhau như vậy nè đó, thì nó mới thấm qua với nhau và nó sẽ ngon hơn. Đang lên xuống như là mình đang áo len vậy đó. Đó, thấy chưa? Have you been cooking bacon wrong? You put it like that and put it in the oven instead of putting it and frying it up. And you have to put it up for like cross each other. Right, cross each other, right? Cross each other, right? Okay. Now go to the oven. Later you have to put on the roaster, right? Okay, put on roaster. A long minute, about 10 minutes, I think. Right. Mm-hmm. See. Okay. Now it's done. Hey, see how tasty is it? Xong rồi đã, thì em thấy cái mùi các bạn ngon không? Lúc về dưới đây, lúc này ngon.